Hello everyone. Chào mừng các bạn ghé qua trang nhà của gia đình Luke Jenny Ohio. Thì hôm nay mình nương bó. Đúng rồi. Yeah, hôm nay cả nhà mình lại có làm một cái ướp thịt sườn nướng barbecue again. Đó. Thì mùa hè thì mình thích sinh hoạt ở ngoài sân hơn. Rồi, xin mời các bạn theo dõi gia đình mình ha. Hey, hôm nay mình có cái món bắp nướng nha. Bắp nướng trát mỡ hành. Giờ mình sẽ làm cái món dầu hành để tha lên cái trái bắp nướng cho nó thơm. Sẽ làm đơn giản nhanh gọn. Đây, bây giờ mình chế tí dầu vô đây. Bỏ vô đây tí muối. Ít thôi, đó. Yeah. Khoảng nửa muỗng cà phê đường. Trộn lên cho đều. Rồi vậy là xong, bây giờ mình sẽ bỏ vô microwave khoảng 30 đến 45 giây. Ta-da! Đó. Dầu hành của mình xong rồi đây. Đó. Rồi bây giờ mình đem ra ngoài mình sẽ tha lên cái trái bắp. Thơm lắm. Mình mua được trái dưa hấu to thì là to hơn đây. Hôm nay sẽ có món dưa hấu ăn ngoài trời. Thì bây giờ đang tới mùa của dưa hấu á, thì mà mấy trái dưa hấu ở bên này là trái nào trái nấy bự cỡ này không á. Để chẻ ra coi không biết là nó có đỏ hay không. Mua dưa hấu cũng hên xui. Wow. Ta-da. Đó, ngon nghe chưa? Dưa hấu thì bên này nó có hai loại, một loại có hạt và một loại không có hạt. Nên là mình mua cái loại mà không có hạt cho nó dễ ăn. Mấy đứa bé nó cũng thích hơn nữa, tại vì mua cái loại có hạt tụi nó không có biết lừa hạt ra. Thử cái ngọt không? Ngọt lắm các bạn. Một cái dừa này cả nhà mình ăn chắc cũng 2 ngày 3 ngày gì mới hết. Bự lắm. Đây có ông thợ nướng bắp khéo quá. Rước từ Bình Đức quá. Nướng cho đẹp, cho thơm nha. Cái mỡ hành két lên cho nó bóng bẩy. Nhìn thấy hấp dẫn rồi ha. Thả lên mấy cái mỡ hành xanh xanh rồi, bóng bóng rồi. Nước chung lửa hay chung là không biết anh đâu. Bây giờ mình trát dầu trước hơn tí, chừng nào mình ăn mình trát trát hành lên cho nó thơm. Bắp nướng xong rồi, bây giờ bỏ cái dầu hành lên. Hấp dẫn quá. Bây giờ cũng là đang là mùa bắp, cho nên mới tranh thủ ăn bắp. Ừ.
măng tây nướng nha. Mình nướng xong rồi mình chế cái sauce lên mình ăn giống như kiểu salad. Cái non lá ngoài tác dụng đội cho mát, nhớ quê hương còn có tác dụng quạt quạt lửa nướng đồ ăn. Đây ông con, ông leo ra nè. Trà muốn ăn bắp hả con? Ăn ơi, ăn bắp không? Mâm 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 ha. Mâm 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 đi. Tớ dì hấu ngon không? Dì hấu ngọt không con? Đây, cái sườn này mình đã ướp từ tối hôm qua rồi. Bây giờ chị đem ra nướng thôi. Thì cái công thức mà ướp sườn sao thì mình đã đăng một cái clip trước rồi, cách mình ướp như thế nào rồi. Bạn nào có quan tâm thì hãy xem lại cái clip trước ha. Mình sẽ chế cái sốt này lên. Đó là gì nè? Cái salad á. Cái măng tây này mình nướng cho nó thơm mà còn mình chế cái sốt salad này lên rất là ngon. Cái này loại này của Nhật. Đâu có hồi gì hết mẹ. Giỡn tay đi. Ăn vặt từ từ trong lúc chờ đợi cái thịt. Cái thịt nướng như mình nướng bằng cái lửa than thơm mà nó ngon hơn cái mình nướng bằng cái bếp ga hay bếp điện.
ơi, trứng sẽ chín chưa? Chưa. Anh phải chờ nó từ từ nó mới thơm nữa. Hỏi nó xong rồi nó mới chín. Đúng rồi. Hai cạp sắp hết kiểu trái bắp luôn nè. Giỏi. Cái sườn nướng của mình bây giờ nó đã vàng rồi, thơm lắm. Bỏ nhiều đường không? Không bỏ miếng đường nữa, chỉ có mật ong thôi. Cái quạt máy theo kiểu Việt Nam mà để ngay đây á, xong rồi quạt ra khắp sớm, cả sớm cùng hửi đó bụng chạy qua gõ cửa. Mấy khách nhí là ăn vặt, ăn dưa hấu rồi ăn rau rồi ăn bắp rồi no bụng rồi, trong khi là thịt vẫn chưa chín. Khách ăn xong rồi khách bỏ đi hết rồi, thịt vẫn còn ngồi đây nướng. What? Cái này ướp thịt rất là thơm, rất là ngon, cả nhà đều ủng hộ nhiệt tình. Thường thì mùa hè mình thích làm mấy cái món ra ngoài sân chơi để ăn cho nó thoải mái đi đó, tận hưởng mấy tháng hè ấm áp chứ. Thịt đã nướng xong rồi các bạn, thịt nướng là món sau cùng, vừa nướng vừa ăn luôn, nóng hổi. Không mất khô hả? Picnic của mình tới đó là kết thúc rồi đó các bạn. Thì hy vọng là các bạn thích video của Lịch Trình Jenny ha, Family ha. Rồi bye bye các bạn. Hãy vui lòng cho mình một like, một subscribe. Bye bye, thank you.